chào tất cả các quý cô chú, anh chị và các bạn mình đang xem trên kênh Hoa Lan 4U. Thì em thấy là nhân dịp cũng gần Tết đó, thì em thấy cô chú anh chị mình mua ngọc điểm hoa nghinh xuân. Thì cô chú anh chị mình mua rất là nhiều, nhưng mà thường cô chú anh chị mình sẽ mua ở trong cái hàng mà hàng thớt, hàng lũa. Thì những cái lũa như vậy, những khi cô chú anh chị mình muốn biến thành những cái gỗ lũa đó thành một cái chậu, nhưng mà cô chú anh chị mình vẫn chưa có chọn, hay là cô chú anh chị mình còn đang thắc mắc về làm thế nào để cho vào chậu để cho hợp lý và sẽ đẹp hơn. Thì ngày hôm nay em sẽ có một cái chậu đai châu đã được cho vào chậu sẵn cho cô chú anh chị mình như thế này nha. Thì để mà cho một cái chậu, một cái lũa đai châu mà cho vào chậu như thế này thì nó sẽ trải qua vài bước. Bước thứ nhất, đây một cái lũa đai châu bình thường, khi cô chú anh chị mình mua về thì mình nên cắt gọt bớt cho em và loại bỏ cho em những cái rễ, rồi bỏ cho em những cái rễ già và những cái rễ hư cho em nha. Nếu mà cây nào, cái rễ nào á mà nó đã bị gãy rồi, cô chú anh chị mình cắt luôn giùm em nha anh chị ơi, cắt luôn những cái rễ gãy đi ạ. Và rễ nào già, rễ nào khô thì mình cũng cắt luôn. Nhưng khi cô chú mình, anh chị mình cắt á, thì mình sẽ cắt phía ngoài của cái vết gãy nha. Đấy, như là cái rễ này nó bị gãy một khúc như thế này ha. Cô chú anh chị mình cắt sơ vào trong cái phía ngoài một tí xíu để cho nó không có bị ảnh hưởng so với lại những cái rễ ở phía sau. Đây, khi mà chúng ta đã có một cái lũa đai châu hoàn chỉnh rồi thì cô chú anh chị mình tiến hành là mình gọt bớt cho em. Như những cái khúc lũa mà nó bị to quá so với lại những cái chậu của mình á, thì mình có thể là gọt bớt, mình bo bớt cho em những cái khúc cổ lũa đó cho nó vừa với cái chậu của cô chú anh chị mình. Như cái chậu này á, thì em thấy nó cũng đã vừa với lại cái khúc cổ lũa rồi. Nhưng mà cô chú anh chị mình muốn mà để cho cái chậu của mình á, mà nó nằm xuống thẳng ở bên dưới luôn, thì cô chú anh chị mình có thể là gọt thêm cho em cho nó nhỏ lại. Gọt thêm cho nó nhỏ lại, mình có thể là dùng cho em một cái cưa tay á. Ở nhà cô chú anh chị mình có cái cưa tay, hoặc là cái cưa tay hoặc là cưa máy cũng được. Anh cô chú anh chị mình gọt bớt cho em. Đấy, và cái khúc gỗ lũa này á thì em có nhờ mấy bạn gọt cho em rồi. Như gỗ lũa này em đã nhờ mấy bạn gọt sẵn cho cô chú anh chị mình rồi ha. Và cũng đã làm sơ qua cái rễ, bộ rễ cho cô chú anh chị mình rồi. Mình có thể là cho thẳng cái gỗ lũa vào, nằm ở sâu bên trong như thế này. Đấy, nằm thẳng vào sâu bên trong cho em luôn ha. Và sau đó cô chú anh chị mình có thể là dùng cho em một cái sợi dây rút. Loại này là chuyên để mình rút những cái cây, chuyên để mình rút những cái cây lại. Và cô chú anh chị mình cho nó nằm cố định vào bên trong nè. Rồi mình sẽ luồn dây rút từ bên dưới vào bên trên. Sau đó là mình có thể là rút cái cây lại cho nó chắc chắn, nó khỏi bị lung lay. Cái phần mà mình rút cho cây nó chắc chắn, nó khỏi bị lung lay á, là nó sẽ giúp cho cây của mình nó phát triển nhiều hơn. Nhiều khi cây của mình á, mà nó bị lung lay như vậy á, là bộ rễ của nó sẽ không có phát triển tốt. Còn một bước đơn giản như vậy thôi là cô chú anh chị mình đã có một cái giò ngọc điểm thật là đẹp để cô chú anh chị mình chơi hoa Tết, mình có thể trưng là quà trên bàn rồi. Đấy, đơn giản cực kỳ luôn. Và anh chị mình muốn mà mình có thể treo lên thì mình chỉ cần là ra ngoài vườn, những cái chỗ mà người ta bán hoa, cô chú anh chị mình mua cho em một cái móc như vậy, nó khoảng tầm là 2.000 cho đến là 5.000 là cô chú anh chị mình có một cái móc rồi. Đấy, cô chú anh chị mình có muốn treo thì mình chỉ còn là móc vào bên trong nè, và mình dùng kìm mình bẻ lại cố định trước cho em đã, xong rồi mình sẽ dùng kìm mình bẻ lại cái móc nha. Rồi mình sẽ cố định ba đầu lại cho nó đều với nhau. Và sau đó cô chú anh chị mình sẽ là dùng kìm như thế này, cô chú anh chị mình quấn cho cái móc nó lại, nó chắc chắn hơn.
khi cô chú anh chị mình cố định cây và cho móc vào rồi thì cô chú anh chị mình nhớ lưu ý giùm em nha. Những cái móc này á là cô chú anh chị mình phải làm cho nó bo tròn lại để nó tránh bị vuông ra phía bên ngoài. Nếu mà cái móc này á nó mà bị vuông ra phía bên ngoài thì nó sẽ thứ nhất á là cô chú anh chị mình đi qua nó sẽ bị qua quẹt và nó mắc vào quần áo, hoặc là cây mà nó đung đưa thì nó nhiều khi nó sẽ làm chày lá hoặc xước lá thì rất là tiếc ha. Nên là mình cố gắng thêm một bước nữa cho em là quấn cho cái móc nó thật là kỹ lại để nó không có vươn ra bên ngoài. Đấy. Và cô chú anh chị mình có thấy là cái chậu nó có hơi thiếu thiếu cái gì không? Như là mình cho vào trong chậu thì cái chậu như thế này hiện tại nó đang rất là trống. Mấy cái chậu như thế này hiện tại nó cũng đang rất là trống ha. Mình có thể là cho thêm cho em vào trong này cho em là giá thể. Loại giá thể cho cô chú anh chị mình là có thể mình là mình cho thêm những cái khúc gỗ lũa nhỏ nhỏ để cô chú anh chị mình chèn thêm, hay là những cái than, những cái cục than hoặc là vỏ thông. Khi mà cô chú anh chị mình cho vỏ thông á thì mình nhớ lưu ý giúp em là chọn cho em những cái vỏ thông loại lớn và nhớ xử lý trước khi anh chị mình cho vào bên trong nha mọi người nha. Mình có thể là xử lý qua vôi hoặc là xử lý qua cái phi san. Rồi sau đó cô chú anh chị mình có thể là cho vỏ thông vào bên trong cho cây nó đầy hơn ha. Tại vì loại này cho em là một dòng rễ gió nên là mình phải chọn vỏ thông lớn để cho cây nó thông thoáng và nó phát triển rễ tốt hơn. Lựa cho em những cái loại vỏ thông lớn ấy. Vỏ thông nhỏ quá là cây của nó sẽ không có phát triển được tốt đâu mọi người. Khi mà cô chú anh chị mình cho vỏ thông vào bên trong rồi thì mình có thể là mình treo lên cho em nè. Nhớ lưu ý giùm em là sau khi mình cho xong á là cô chú anh chị mình phải ngắt nước cho em khoảng tầm là 24 giờ hoặc là 1 ngày 3 ngày cho em ha. 24 giờ hoặc là 3 ngày. Ít nhất là 24 giờ. Rồi. Hiện tại là chúng ta đang có một cái giò đai trâu. Anh chị mình thấy nè, rất là đầy đặn và đầy đủ cho em luôn. Đấy, như cái loại này á là cây nó cũng đã đang nhú nụ rồi. Thì cô chú anh chị mình nhớ phun thêm cho em là 6-30-30 hoặc là anh chị mình phun thêm kali để cho cây nó phát triển hoa nè và cho hoa đẹp và đạt hơn. Hàng tuần thì cô chú anh chị mình có thể là mình phun thêm cho em vitamin B1 để cho cây phát triển và rễ cũng như là nuôi dưỡng lá và hoa sẽ tốt hơn. Loại này thì cô chú anh chị mình có thể là bổ sung qua đường lá, đường phun. Thì khi mình phun á thì cây nó sẽ hấp thu qua lá. Và cái thứ hai nữa là cô chú anh chị mình có thể là bổ sung thêm được vào đường rễ, là mình có thể là cho phân vào trong cái chậu đai châu như thế này. Đấy, hiện tại là đang có một cái giò đai châu siêu xinh luôn. Đấy, loại này thì cô chú anh chị mình có khi mà nó đã ra hoa rồi thì mình có thể trưng lên trên bàn hoặc là mình treo ra ngoài vườn để mình chơi hoa, quá tuyệt vời luôn ạ. Và cô chú anh chị mình có thấy video của em hay và hữu ích thì nhớ cho anh xin một nút like và một lượt đăng ký. Hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào những video tiếp theo.